Xin được gửi lời chào đến tất cả anh em. Thì hôm nay tiếp tục về những cái lô sản phẩm lưới bẫy chim để phục vụ anh em mùa bẫy chim bổ 2019. Thì như anh em biết thì mùa bẫy chim bổ đã bắt đầu rồi. Hôm nay em về những cái lô lưới như là lưới chim khuyên này, lưới chim tảo mào, lưới bẫy chim đêm, lưới bẫy chim ngày để phục vụ cho anh em. Đây, như anh em thấy đây, thì đây là những cái tay lưới bẫy chim vành khuyên. Tờ lưới bẫy chim vành khuyên bên em thì có hai loại, một loại cao 5 mét, một loại cao 7 mét, một loại chiều dài 15 mét và một loại chiều dài 40 mét, lại sợi lưới 0,11 và mắt lưới 3 đấy cm. Đây tất cả những cái thông số hóa trên này, 5 dây 4 túi, chiều dài 15 mét. Đây đấy, lưới là chuyên đánh chim vành khuyên nhá. Mùa bẫy khuyên thì đã đến rồi, thì rất mong là anh em cập nhật được cái video của ngày hôm nay của em để gửi đến cho anh em. Tất cả những cái bao như này là tất cả đều là lưới bẫy chim. Còn đây là lưới bẫy chim tảo mào nhá. Đây lưới bẫy chim tảo mào, đây lưới bẫy chim tảo mào Thái Lan này, sợi lưới 11 này, 0,11 này, mini này, mắt lưới 4 này, chiều cao 6 mét, chiều dài là 20 mét, 5 dây 4 túi. Đấy, loại này loại 20 mét nhé. Còn một loại nữa là loại này là sợi 0,11, mắt lưới 3, chiều cao 7 mét, chiều dài 50 mét này, 6 dây 5 túi. Đấy, chưa sẵn ra 5 túi cho anh em. Lưới là lưới Thái nhá, sợi lưới Thái đấy, rất là bền dai. Một cái video ngắn này giới thiệu về tất cả các dòng lưới. Còn đây là lưới bẫy chim đêm, đây lưới bẫy chim đêm các loại tay lưới luôn. Đây tất cả những thông số của lưới thì em đều ghi hết như một cái tờ giấy kèm theo lưới như này. Anh em về anh em chỉ cần đọc là anh em hiểu hết. Đây đây lưới 6 phân này, đây 120 mắt này, cao 7 mét này, gói hai đầu này, đây 4 túi 3 cọc. Đây là 50 mét, có nghĩa là anh em đóng 3 cọc, bốn diềm, bốn túi đấy. Và cái này cũng là lưới Thái hết nhá, tất cả sợi lưới đều là lưới Thái, cho nên là anh em yên tâm, rất là dai, đây, anh em giật không đứt luôn, rất là dai nhé. Lưới này anh em lưới 6 phân này anh em đánh dĩa run, đánh những con cước hoa, đánh những con cút, đánh những con nhỏ nhỏ, ấy. Nói chung đánh những con nhỏ, đánh lưới này. Còn bên em cũng có lưới loại phân 7 phân và lưới 8 phân, lưới trà mào, chích chè, chim đêm. Thì một cái video ngắn tổng hợp về tất cả những dòng lưới thì để thông báo đến cho anh em nào đam mê, anh em nào đang cần chơi, anh em cập nhật cái video này của em thì alo đến cho em. Em sẽ để dưới tiêu đề của video ấy là có hai số điện thoại anh em alo đến. Thứ nhất là em sẽ gửi đến cho anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn. Anh em nào có nhu cầu thì bảo em gửi cho. Và anh em có thể kiểm tra tất cả những sản phẩm như em đang giới thiệu như thế này, đầy đủ hết. Đấy, như này. Không thiếu cái gì luôn, kể cả túi. Đóng đi cho anh em cũng đóng rất là cẩn thận, đóng vào một cái bưu phẩm, không thể bên bưu điện thì không thể bóc ra kiểm tra được cho nhà em. Thì nhà cung cấp những sản phẩm như này thì không lo về phải kiểm tra, đồ này đồ lành mạnh, cho nên anh em yên tâm nhé. Em gửi đi cho anh em, anh em cứ việc về đến nơi anh em bóc ra anh em xem. Đây, túi như thế này, đầy đủ như này là anh em thanh toán cho bên đường vị đằng xong. Đấy, mùa bẫy chim bổ đến rồi, video này gửi đến cho anh em. Bây giờ em xin phép kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.